Ôi, xin chào các em nha. Hôm nay là thầy tiếp tục, thầy sẽ nói tiếp về hàm số liên tục để cho chúng ta hoàn tất cái phần giới hạn của hàm số. Thì về hàm số liên tục, thì các em nhớ cái gì? Thì trước tiên á, là em phải nhớ là định nghĩa, cái định nghĩa hàm số liên tục tại một điểm, tại một điểm. Điểm không. Được chưa? Cái tại một điểm x0 này là rất quan trọng nha. Thì chúng ta có những cái cách định nghĩa nào? Rồi, sau khi chúng ta xét tính liên tục tại một điểm xong thì người ta sẽ xét tính liên tục của hàm số trên cái khoảng AB. Được chưa? Từ xét tính liên tục của hàm số trên đoạn AB, người ta mới suy ra là xét tính liên tục của hàm số trên đoạn AB. Như vậy là các em nhớ cho thầy cho nó kỹ nha, một điều á. Chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ xét tính liên tục tại một điểm. Rồi, khi nào nó sẽ liên tục trên khoảng AB thì các em nhớ là lấy một cái điểm tùy ý thuộc khoảng AB thì hàm số phải liên tục tại điểm đó. Thì nó sẽ liên tục trên khoảng AB. Còn liên tục trên đoạn như thế nào? Là trước mắt á, là phải liên tục trên khoảng, sau đó sẽ là liên tục phải tại A và liên tục trái tại B. Thì lúc đó chúng ta mới có kết luận là hàm số liên tục trên đoạn. Các em nhớ nha. Và cái định nghĩa của chúng ta đấy, chúng ta sẽ xét cái gì? Cái hàm số liên tục tại một điểm thôi. Như vậy là các em nhớ cái công thức sau đây. Thứ nhất, lim của fx khi x tiến về x thì không thì nó bằng fx thì không. Được chưa? Ở đây á, mình cho là f nó là xác định đi. Xác định trên một khoảng AB. Được chưa? Và x0 mình á thuộc vào khoảng AB. Được chưa? Cái giả thiết như vậy đi nha các em ha. Rồi, ngoài ra chúng ta còn có công thức này nữa. Đây, okay. Rồi, như vậy là các em sẽ thấy rằng á, vậy là khi nào chúng ta xài công thức ở trên, khi nào chúng ta xài công thức ở dưới thì chúng ta phụ thuộc vào cái hàm số người ta cho. Đấy, các em phải nhớ cho kỹ nha. Khi nào chúng ta xài công thức trên, khi nào chúng ta xài công thức dưới. Công thức dưới là chúng ta phải tính gì? Phải tính là lim trái, lim phải. Rồi, hai cái lim này so sánh với nhau, đồng thời so sánh với F0 nữa. Nếu cả ba thằng này bằng nhau hết thì mình nói nó liên tục tại F0. Còn đối với công thức thứ nhất thì chỉ cần là gì? Chỉ cần phải tính cái lim x tiến về 0 thôi, không quan tâm tới là trái phải. Đấy, chúng ta cho nó bằng F0 thì hai này bằng nhau thì chúng ta nói liên tục. Đấy, hay nhắc lại một lần nữa nha, cái việc mà các em chọn công thức thứ nhất hoặc công thức thứ hai tùy thuộc vào cái hàm số người ta cho thì các em sẽ tìm. Mà thông thường nếu mà cái fx của mình á, mình cho cái dạng này, nó cho dạng là bằng một cái f1x, ở đây x khác x0, và nó bằng f2x, ở đây x bằng x0 chứ nha. Đây, thì thông thường đối với cái bằng với cái khác này nè, bằng những khác này thì người ta thường sẽ chọn công thức 1. Như vậy là sử dụng công thức 1. Thì cho đây là công thức số 1 nha. Còn nếu mà fx của mình mà có dạng này,
hoặc Fx bằng trị đối một F F1x nào đó, thì thông thường là chúng ta sẽ sử dụng công thức 2. Đó, em nuôi. Như là khi mà sử dụng công thức 2 á, thì các em phải nhớ như thế này nè. Cái việc các em chọn hàm rất là quan trọng. Như vậy thì các em cứ theo tinh thần, cứ theo cái lực độ như của thầy như thế này nha. Bây giờ đầu tiên á, khi mà cho một cái hàm số rồi, các em vẽ cái miền xác định nó ra. Miền xác định nó ra, R nó ra. Rồi, em coi ở những cái điểm này nè. Ở những cái điểm mà tiếp nối á, tiếp nối để chúng ta chọn hàm á. Ví dụ như đây x0 đây. Thì em lấy một x bên đây. Được chưa? Thì với con x này á, thì nó x này nó sẽ nhỏ x0. Nó nhỏ x0 thì lúc này em sẽ chọn cái hàm của chúng ta là hàm F2. Có cái gì chưa? Thì cái lúc này em chọn hàm F của chúng ta là bằng F2. Được không em? Rất đơn giản nha. Rồi, nếu con x nằm ở đây thì em so sánh với con số x0 thì rõ ràng là nó lớn x0, do đó là hàm F của chúng ta sẽ chọn là F1. Đó. Thì các em cứ việc em làm như thế này nha. Và các em sẽ chọn hàm một cách chính xác. Rồi, đối với bài trên đây thì em sẽ quan sát kỹ cho thầy. Thầy cũng làm như vậy. Đầu tiên á, thầy vẽ cái trục số thực ra. Thì rõ ràng á, rõ ràng là cái x0 của mình cũng là cái điểm mà nó thay đổi cái hàm số, được chưa? Như vậy là x0 nằm đây. Thầy lấy con x nằm đây. Thì rõ ràng là x ở đây á, với x ở đây á, nó đều khác gì? Nó đều khác x0 và nó đều chỉ nhận một hàm duy nhất thôi nha. Nó đều nhận cái hàm duy nhất là hàm fx của mình bằng f1x. Đấy. Đó là điều mà các em cần phải hết sức lưu ý. Để khi nào? Để khi các em xét cái tính liên tục, các em lựa cái hàm á, nó không bị sai, là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai á, là f0 tính làm sao, fx0 tính làm sao. Như vậy là câu hỏi là f0 hoặc là fx0 tính như thế nào? Thì các em thấy, nhìn vào đây, các em nhìn vào cái hàm số của chúng ta nè. Chỗ nào có chỗ bằng á, thì em lấy. Được chưa? Ví dụ như trong bài này là x bằng x0, như vậy là f của x0 thì bằng f2 x0. Đấy. Còn bài dưới đây là dấu bằng nằm chỗ này, do đó là f của x0 thì bằng f1 của x0. Rồi, như vậy là căn bản là thầy nhắc lại cho các em một số vấn đề như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài tập. Bây giờ thầy sẽ cho một bài mà gắn liền với lý thuyết luôn nha, gắn liền với lý thuyết luôn. Tức là bây thầy sẽ cho một cái bài xét tính liên tục tại một điểm luôn. Các em nhớ nha, thầy cứ nhắc đi nhắc lại ở cái chỗ tại một điểm đó. Cái định nghĩa của chúng ta đó là tập trung vào xét tính liên tục tại một điểm. Nhớ là như vậy. Ví dụ xét tính liên tục tại điểm x0 bằng 1 của hàm số như vậy. Với một cái bài như vậy thì chúng ta sẽ phân tích nha. Đầu tiên chúng ta sẽ phân tích, chúng ta vẽ cái trục số thực ra là cái tập xác định nó ra đó. Thì cái điểm mà nó tiếp nối để chúng ta chọn hàm đó là một, đúng không? Một đây, x này,
Như vậy với con x này á, thì con x này sẽ nhỏ hơn 1. Nhỏ hơn 1 thì đương nhiên cái hàm của chúng ta sẽ là, cái f của chúng ta sẽ là 3x cộng 1. Được chưa? Rồi, với cái x này thì rõ ràng x này lớn 1, x này lớn 1 thì cái hàm f của mình sẽ là x bình phương tại số 1. Tại số 1 thì cái hàm f của mình, hàm f của mình sẽ là f1. F1 mình là 1 bình. Được chưa? Đấy, chúng ta rõ ràng như thế này rồi, chúng ta trình bày cho thôi. Bây giờ chúng ta trình bày cho nha. Dạ. Rõ ràng là bên trái số 1, bên phải số 1 là một hàm, bên trái số 1 là một hàm. Do đó là chúng ta phải tính liên trái liên phải. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ xài công thức số 2 nha các em ha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có gì? Ta có F1 chứ đi. F1. F1 thì bằng gì? F1 thì là chỗ này số 1 nè. Số 1 thì F1 thì chỗ nào chỗ x em thấy là số 1, em lấy công thức này nha, nó bằng 1 bình, nó bằng 1. Liên trái, liên của fx khi x tiến về 1 trừ bằng liên của x tiến về 1 trừ, chúng ta chọn hàm nào? Cái trừ ở trên đây á, tức là lấy những x mà nó nhỏ hơn 1, nó nhỏ hơn 1 thì ra công thức chúng ta đây, nó là 3x cộng 1. Rồi tính giới hạn thì các em thay số vào, các em thay số vào, nếu mà ra hàng số thì đó là kết quả của giới hạn. Đây à, thay x bằng 1 vào, 3 nhân 1 là 3 cộng 1 là 4. Được chưa? Rõ ràng ta thấy hai này khác nhau rồi, vậy là khả năng bài này là chắc chắn bài này không liên tục, chúng ta không cần tính cái liên còn lại. Liên của x tiến về 1 cộng của fx bằng liên của x tiến về 1, 1 cộng cái hàm của chúng ta là x bình. Rồi chúng ta thay vô bằng 1. Như vậy rõ ràng là chúng ta thấy ba thằng này nó không được, không bằng nhau. Do đó hàm số không liên tục tại 1. Vậy là ta có là gì? Ta thấy liên của fx khi x tiến về 1 trừ nó khác với liên của fx khi x tiến về 1 cộng và nó bằng 1, bằng f1. Như vậy thì rõ ràng các em thấy là ba cái thằng này nó không bằng nhau, thì nó không bằng nhau thì chúng ta nói nó không liên tục. Vậy hàm số đã cho không liên tục tại đâu các em? Không liên tục tại đâu các em? Tại đâu? Tại x không bằng 1. Tại vì chúng ta chỉ xét tại đâu? Tại số 1. Nhưng mở rộng thêm, nhưng nó liên tục trái, liên tục gì? Liên tục phải, liên tục phải tại x không bằng 1. Đấy, các em thấy không? Rất là rõ ràng, nó không liên tục trái tại x không bằng 1. Tại sao? Tại bên trái cái liên của nó ra bằng 4 và f của nó là 1, khác nhau. Như vậy là các em khẳng định lại một lần nữa nha, đây là một bài tập hết sức căn bản và nó là cái mấu chốt để chúng ta giải quyết những cái bài khó khăn hơn. Và cái lượt đồ tính này như thế này, và hy vọng các em sẽ nắm vững được cái bài tập này. Rồi bây giờ chúng ta qua tiếp cái ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai, xác định tham số a để các hàm số sao liên tục trong miền xác định, liên tục trong miền xác định.
chúng. Câu A, Fx bằng 1 cộng x chia cho 1 cộng x lũy thừa 3. Ở đây là x khác trừ 1 bằng A, x bằng trừ 1. Bài B, Fx bằng cos x, x nhỏ bằng 0. Rồi các em đọc hai bài nha. Rồi chúng ta sẽ phân tích chúng ta hướng làm. Thì rõ ràng ở đây đó là chúng người ta kêu chúng ta làm gì? Người ta kêu chúng ta là xác định cái tham số A, tức là biện luận cái tham số A về cái gì? Cái tính liên tục mà trên tập xác định. Như vậy thì người ta cho như thế này á, là mặc định của các em á, là cái tập xác định của F á, là luôn là R. Bài A cũng vậy, bài B cũng vậy. Thì các em sẽ xem đây nha. Bài A nha. Tại sao thì nói là R đây? Đây là trục số thực. Ở đây là số trừ 1. Như vậy là bỏ đi con số trừ 1 thì hàm F của mình nó nhận hết các giá trị. Được chưa? Tại ngang số 1 thì hàm F của mình nó nhận giá trị bằng A. Do đó là hàm này liên tục chứ là R. Tương tự ở dưới đây cũng vậy. Số 0 luôn đây. Như vậy là bỏ đi nhỏ số 0 thì hàm F mình nhận là em biết bằng cos x, lớn hơn số 0 thì hàm F của mình là nhận giá trị này. Được chưa? Bằng 0 thì F nhận giá trị này. Như vậy là nói chung lại là cái hàm của mình có tập xác định là R. Rồi bây giờ chúng ta giải quyết nha. Bây giờ mình cũng phân tích thôi. Đây em sẽ coi này. Ở đây x ở đây thì rõ ràng là cái hàm của chúng ta là người ta chỉ quan tâm tới cái chuyện gì, các em? Người ta chỉ quan tâm tới là việc khác thôi các em ha. Do đó là x ở đây có nghĩa là khác trừ 1, x ở bên phải cũng phải khác trừ 1. Vì hàm nếu mà đã khác trừ 1 thì nó chỉ nhận công thức này thôi. Như vậy là cả hai cái x này đều nhận fx bình bằng công thức của mình là 1 cộng x lũy thừa 3. Đấy. Rồi tương tự thầy sẽ phân tích cái câu B luôn để thầy vừa xong rồi thầy sẽ trình bày luôn một lúc luôn nha. Ở đây là x nhỏ hơn không thì hàm F của chúng ta là fx chúng ta là bằng cos x. x lớn hơn không cái hàm F của chúng ta là gì? Là bằng a x trừ 1. Tại không thì suy ra F0 chúng ta là có bằng chỗ này thành cos 0. Cos mà cos 0 thì bằng 1. Được chưa? Bây giờ có một cái điều đặc biệt hơn cái bài trước đó các em, là bài này người ta sẽ kêu mình là xét tính liên tục ở trên miền xác định. Do đó các em phải chú ý về cách trình bày nha, chú ý về cách bài. Thầy nói lại nha, phải chú ý. Bây giờ chúng ta giải. Câu A. Bây giờ em sẽ trình bày như thế này. Với x khác 1, x khác trừ 1 thì cái hàm F của chúng ta là gì? Cái hàm F của chúng ta là 1 cộng x trên 1 cộng x bình. Ok chưa? Đồng ý. Lũy thừa 3. Và này các em sẽ ghi nó là liên tục. Rồi bây giờ là tức là những cái x mà nó khác với số 1, khác với số trừ 1 đi thì cái hàm mình luôn luôn liên tục, tại vì hàm này là luôn luôn xác định rồi thì nó liên tục, được chưa? Rồi cái ý thứ hai là mình xét tại x bằng trừ 1. Bây giờ mình coi ngay tại trừ 1 coi nó có liên tục hay không. Thì ngay tại trừ 1 có liên tục hay không thì cái hàm mình bằng với khác thì chúng ta chỉ sử dụng công thức 1. Nhớ nha, là sử dụng công thức 1. Như vậy khi mà thầy nói là sử dụng công thức 1 rồi đó thì các em sẽ so sánh hai số thầy. Thứ nhất là lim của fx khi x tiến về 1, em đi so sánh với f1 thì bây giờ thầy tính nha, f trừ 1 chứ, ở đây trừ 1, em trừ 1 nha. Vậy f trừ 1 ở đây em nhìn vào công thức nè, x bằng trừ 1 nè, vậy f của trừ 1 là bằng
bằng A. Bằng A rất là nhanh nha. Còn x mà tiến về trừ 1 có nghĩa là x khác trừ 1. Mình thấy thầy công thức chưa? Tức là lim của x tiến về trừ 1. Rồi, bây giờ các em sẽ tính công thức này. Sẽ tính cái giới hạn này chứ. Tính giới hạn này thì rất là dễ. Các em đầu tiên các em coi, các em lấy x bằng trừ 1 em thay vô, em coi nó có dạng là vô định gì. Nếu nó hằng số thì đó là kết quả giống như bài trước. Còn nếu mà nó xuất hiện dạng vô định 0 trên 0 hoặc là vô cùng thì chúng ta tiến hành khử dạng vô định. Được chưa? Bây giờ chúng ta thử nha. X bằng trừ 1 trên tử bằng 0. Mẫu bằng 0. Tại sao bằng 0? Tại vì x trừ 1 trừ 1 1 cộng cho trừ 1 bằng 0. 1 cộng cho trừ 1 tiếp cho 3 cũng bằng 0. Cho đó là nó đèn 0 trên 0. 0 trên 0 thì các em áp dụng Lovita. Lovita đi. Cho nó đơn giản nha. Các em sẽ thay thế nha. Lovita. Lim x tiến về trừ 1. Ở đây đạo hàm là 1, ở đây đạo hàm là 3. 3 x bình. Vậy là chúng ta thay vào. Chúng ta thay vào thì chúng ta sẽ có kết số là 1/3. Đấy, tới đây thì quá sáng tỏ rồi đúng không em? Tới đây thì quá sáng tỏ rồi. Như vậy là bây giờ chúng ta so sánh, nếu hai ông này bằng nhau thì tại 1, tại trừ 1 nó liên tục. Nếu hai này khác nhau thì tại trừ 1 nó không liên tục, vậy thôi. Do đó là ta biện luận. Biện luận. Ở đây nếu A mà bằng 1/3 thì hàm số liên tục tại x bằng trừ 1. Nếu A khác 1/3 thì hàm số liên tục, không liên tục tại x bằng trừ 1. Như vậy thì sẽ các em xem nha. Thầy đã đánh dấu này là 1 sao. Thầy đánh dấu này là 1 sao, 2 sao. Giờ này 3 sao. 3 sao. Như vậy thầy có kết luận gì? Vậy từ 1 sao và 2 sao thầy sẽ suy ra, dễ dàng suy ra được hàm số liên tục trên R. Hàm số liên tục trên R. Còn trường hợp từ 1 sao và 3 sao thì hàm số liên tục trên R nhưng mà lỗi đi số trừ, trừ 1. Đấy ha. Chỗ này là cái 3 sao nữa. Đấy. Như thế thôi. Câu B hoàn toàn tương tự. Bây giờ chúng ta sẽ chữa nhanh câu B nha. Giờ phải gọi em cho nó đỡ rối mắt. Bây giờ cái câu B của chúng ta, câu B chúng ta thì chúng ta sẽ cái trình bày khác hơn câu A chút xíu. Như vậy là chúng ta phân biệt ra là với x nhỏ hơn 0 rồi với x lớn hơn 0 rồi mình xét tại x bằng 0. Được chưa các em? Nó khác trên đây là nó bằng với khác thì chúng ta chỉ với x khác rồi xét tại điểm đó thôi. Bây giờ nó khác nhau chút xíu thì cái lượt đầu trình bày như thôi. Với x nhỏ hơn 0 thì cái hàm f của mình là hàm nào, mình nhìn vô trong công thức, nhỏ hơn 0 là hàm cos x. Rồi em sẽ ghi chữ liên tục. Được chưa? Rồi x lớn hơn 0, fx của mình là gì? A x trừ 1, các em ghi liên tục. Ok chưa? Bây giờ tại x bằng 0 thì do hàng này là lớn hơn nhỏ hơn, cái x của mình có lớn hơn nhỏ hơn, do đó chúng ta sẽ so sánh ba cái. Thứ nhất là lim của fx khi x tiến về 0 cộng lim của fx khi x tiến về 0 trừ và cái f0. Chúng ta so sánh ba này với nhau. Nếu bằng hết thì liên tục. Bây giờ lim tiến về cộng trước đi ha, thầy tính trước đi. Thầy bằng lim x tiến về 0 cộng
bây giờ fx của chúng ta đó không cộng thì lớn hơn không, lớn hơn không có nghĩa là công thức này thay vô trừ một, và em tính ra thì nó bằng là thay x bằng không vào chỗ này không, không trừ một là trừ một, như là trừ a. Rồi bây giờ em sẽ tính tới thằng này, không trừ tức là lim của x tiến về không trừ của cos x. Rồi em thay cái x bằng không vào, em thay x bằng không vào là cos không nó bằng cos không, mà cos không nó chính là bằng một, được chưa nghe? Được ha. Rồi f không thì đơn giản quá, f không thì nó bằng cos không luôn, cũng bằng một luôn. Như vậy là tới đây thì rõ ràng thầy cũng tiếp tục thì biện luận, thầy tiếp tục thì biện luận. Như vậy là biện luận cái gì? Như vậy là ba này bằng nhau hết thì hàm số liên tục tại x0, mà khác nhau một cái thì nói là không liên tục tại x0, được chưa? Như vậy biện luận, nếu trừ a bằng 1, trừ a bằng 1 thì hàm số liên tục tại x, tại x bằng 0. Còn nếu trừ a mà khác 1 thì hàm số không liên tục tại x bằng 0. Rồi ta đánh vô đây, như này sao, 2 sao, 3 sao. Và này là 1 sao, sao phẩy đi. Đây. Như vậy từ 1 sao, 1 sao phẩy và 2 sao thì hàm số liên tục trên R khi A bằng trừ 1. Còn từ 1 sao, 1 sao phẩy và 3 sao thì hàm số liên tục trên R hiệu đi số, hiệu đi số 0 khi nào? Khi A khác trừ 1. Được không? Chỗ này trừ A bằng 1 thì A khác trừ 1. Thì cái bài hồi nãy á, cái kết luận hồi nãy các em thêm vô khi A bằng nhiêu nha. Cứ dựa những nguyên tắc như vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ biện luận thử hai tham số như thế nào nha các em. Thử hai tham số. Rồi các em biết đề không? Ví dụ 3. Xác định AB AB để các hàm số liên tục trong việc xác định của chúng. Câu A.
Vâng, em coi cái đời. Em tiến hành em vẽ cái tập xác định cho thử coi nha, rồi chúng ta phân tích. Để phân tích. Chúng ta phân tích nha. Ở bài A. Ở đây R. Nó có, các em để ý nè, nó có hai cái chỗ, nó hai cái điểm. Mà khi mà qua hai điểm đó thì cái hàm của mình nó sẽ thay đổi. Đó là điểm thứ nhất là điểm gì? Số 0. Điểm thứ hai là điểm số 1. Vậy là số này số 0 đây, số 1 đây. Dạ. Như vậy thì x nằm đây, x nằm đây và x nằm đây. Các em chú ý nha, x nằm đây thì cái hàm f của mình, x của mình thì nó bằng gì? X ở đây tức x nhỏ không, x nhỏ không thì hàm của mình là x trừ 1 bình thường 3. Để nha. Rồi x mà bằng x mà nằm từ 0 1, x mà nằm từ 0 1. Như vậy là hàm f của mình là hàm f của mình ax cộng b. Còn x mà lớn hơn 1 thì cái hàm f của mình bằng căn x. Ok chưa? Rất đơn giản. Rồi bây giờ tại hai cái đầu bút, tại 0 thì f0 là bao nhiêu? Chúng ta phân tích luôn. F0 thì chỗ nào vô chỗ bằng, chỗ này cũng bằng, em thế số 0 vô. Vậy là -1. Được chưa? -1 đi thứ 3 là -1. Rồi, tại -1 F1 bằng F1 thì chỗ này em thay ở đây nó bằng 1 luôn. Được chưa các em? Như vậy thì ở đây á, cái bài này á thì nó cũng hơi lạ so với các em đúng không? Nhưng mà các em cứ làm bình thường thôi. Bây giờ thầy giải nha. Giải. Bây giờ là thầy đầu tiên là thầy với giải câu A nha. Thầy với. Thì các em thấy rõ ràng ở đây có 3 vùng nè, 1 2 3. Chúng ta đầu tiên chúng ta với x bé hơn 0. Sau đó chúng ta với x sẽ lớn hơn 0 và nhỏ hẳn hơn 1. Nhớ không có lấy dấu bằng vô đây nha. Và cái thứ ba là với x lớn hơn 1. Rồi sau đó các em làm nhiệm vụ gì? Em sẽ xét tại x bằng 0. Rồi các em xét tại x bằng 1. Được chưa các em? Nó như vậy thôi đó nha. Đó, cái lượt đồn nó là như vậy. Ta cứ từ từ ta làm như thế. Cho bao nhiêu tham số mình cũng không sợ. Cái quan trọng nhất là mình hiểu được cái cách để mình đi. Rồi, x nhỏ hơn 0, hàm f của mình là gì? Hàm f của mình là x trừ 1 lũy từ 3. Các em cứ ghi nó liên tục cho thầy là xong. X từ 0 tới 1, hàm f của mình là gì? Hàm f của mình là ax cộng b cũng liên tục. Ok. X lớn 1, cái hàm f của mình sẽ bằng căn x cũng liên tục luôn. Rồi bây giờ tải x bằng 0, thì có lớn hơn nhỏ hơn thì em sẽ so sánh ba cái. Thứ nhất là lim của fx khi x tiến về 0, 0 cộng. Rồi lim của fx khi x tiến về 0, 0 trừ. Rồi f0 em so sánh ba này. Rồi bây giờ xét tại x bằng 1, em cũng tính ba cái. Tương tự nha. Rồi bây giờ thầy tính này trước đi. Để chúng ta ghi hết cái bảng luôn. Lim x tiến về 0 cộng.
Các em nhớ nghe x tiến về không cộng, tức là x tiến về, nhưng mà có nghĩa tiến về có nghĩa là x nó sẽ từ bên phải nó đi về không, nhưng mà nó phải làm sao, nó phải sát về số không, tức nó tiến về các em ha, nó sát về số không, do đó là nó là lân cận của không thôi nha, nó lân cận của không, do đó là x tiến về không cộng này thì lớn không, làm này lớn không, làm này. Như vậy là chúng ta sẽ bằng lim của ax cộng b, được chưa? Tiến cái không cộng nó lớn hơn không, lớn không, lấy thằng này rồi chúng ta thế vào, thế không vào, a nhân không là không cộng b, b được chưa? Tiến cái không trừ, không trừ có nghĩa nhỏ hơn không, x trừ một đến thứ ba thì nó còn trừ một. F0 thì rất đơn giản, F0 mình phân tích hồi nãy rồi nha, mình chịu 1. Như vậy là bây giờ thầy sẽ xét riêng một cái trường hợp từ từ đi ha. Đây, thầy vào đây, là thầy mới biện luận luôn, tới đây thầy biện luận. Biện luận. Nếu mà B bằng trừ 1, trừ 1 thì sao? Thì hàm số liên tục tại x bằng 0. Còn nếu b mà khác trừ 1 thì hàm số liên tục tại không liên tục, không liên tục tại x bằng 0. Được chưa? Đấy. Vậy bây giờ bắt đầu tiếp tục thầy mới xét cái trường hợp tại x bằng bằng 1, xét tại x 1 thì thầy cũng tính ba cái. Thứ nhất là lim của fx, x tiến về 1 cộng lim của fx, x tiến về 1 trừ và f của f1. một cộng có nghĩa lớn hơn một, lớn hơn một sàn công thức này, căn x. Rồi thay vào căn một là một, nhỏ hơn một, nhỏ hơn một, nhỏ hơn một, hai cộng bên. Thay vô nó bằng a cộng b. Còn F1 thì mình tính hồi nãy bằng 1 rồi. Như vậy tới đây mình biện luận luôn trong cái trường hợp này luôn. Nếu A cộng B mà bằng 1 thì hàm số liên tục tại x bằng 1. Còn nếu A cộng B khác 1 thì hàm số không liên tục tại x bằng 1. Rồi đó, đó là toàn bộ những cái mà chúng ta phải xét. Bây giờ chúng ta phải coi vào, tại vì bài toán này nó kêu chúng ta là gì? Xác định AB. Các em nhớ nha, xác định AB, do đó chúng ta phải chỉ A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu mới là cái kết quả của bài toán. Đây là toàn bộ những cái mà chúng ta tính được. Chúng ta chưa có tới được kết quả nha, tới đây chúng ta ngừng là chúng ta sai đó nha. Chúng ta phải chỉ cái gì? Chỉ A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. Hàm số liên tục trên R có nghĩa là miền xác định của chúng. Mình xác định khi và chỉ khi, chỉ khi thì các em phải để ý nè, thằng này muốn liên tục trên R đó, thì chỗ này nó phải liên tục và chỗ này nó phải liên tục, còn các chỗ khác đều liên tục hết rồi. Như vậy chỉ cần tại hai điểm này nó liên tục nữa là xong. Vậy là khi và chỉ khi hai điều kiện. Thứ nhất là hàm số phải liên tục tại x bằng 0,
mà liên tục x bằng 0 điều kiện là gì? Điều kiện là b bằng 1, đúng chưa? Khi chỉ ghi b bằng trừ 1. Điều kiện thứ hai là phải liên tục tại x bằng 1, mà liên tục tại x bằng 1 khi nào? Khi a cộng b bằng 1. Khi a cộng b bằng 1. Rồi dễ dàng là em sử dụng pháp thế, lấy b bằng trừ 1 em thế xuống em sẽ tìm được a. B bằng trừ 1 thế xuống a bằng 2. Như vậy là a bằng 2, b bằng trừ 1 là đáp số mình cần tìm. Được chưa các em ha? Rồi có thắc mắc gì thì cứ việc inbox cho thầy nha. Inbox inbox cho thầy. Đấy. Bây giờ á thì chúng ta sẽ giải nhân câu B nha, giải nhân câu B. A nó không phải là của bài B, không phải là R nữa nha. Đấy, các em lưu ý á. Hết sức lưu ý nha. Ở bài B. Phải lưu ý tập xác định của một cái hàm số rất là quan trọng. Các em để ý như thế này. Đây là R. Nhưng mà cái hàm mình nó chỉ chạy từ trừ bi chia 2 tới 3 bi chia 2. Trừ bi chia 2 tức là trừ 90 độ đó em. Nằm đây. Đây là 3 bi chia 2. Kèm theo. Đây. Đó. Nó bỏ vào đây. Đó. Okay. Được chưa? Cái điểm thứ hai là 0 với bi. 0 đây. Bi đây. Bị sắp từ nhỏ lớn đúng không? Như vậy tập xác định của nó phải là R. Mà tập xác định của nó là gì? Tập xác định của nó là cái đoạn. Như vậy là tập xác định, nhớ cho thầy, nó là cái đoạn D bằng cái đoạn từ trừ bi chia 2 tới bi chia 3 bi chia 2. Không phải R đâu các em ha. Rồi bây giờ cũng tương tự như thế này. X ở đây, X ở đây, và X ở đây. Thì ba thằng x này nè, nó rõ ràng là x này nó cũng khác không, x này cũng khác không, x này cũng khác không, x này cũng khác không, và ba x này cũng được khác bi hết. Do đó ba thằng này cùng nhận chung một cái giá trị, nó cùng nhận chung một cái giá trị là fx của mình bằng x cos x chia 2 chia cho sin x. Còn tại không, tại không, tại không nó bằng kem si ga f0 bằng a, tại pi em si ga fp bằng b. Đấy, như vậy bài này rõ ràng là nó nhìn á thì nó có vẻ phức tạp hơn bài A, nhưng mà thực sự nó sẽ ngắn gọn hơn bài A. Rồi chúng ta sẽ không, chúng ta giải nha. Thì đầu tiên là với x thuộc vào trừ bi chia 2 tới 3 bi chia 2 mà hiệu đi số 0 với pi. Hay người ta thường viết như thế này nè, hay người ta viết là đoạn từ trừ bi chia 2 cho đến 0 hợp 0 cho đến pi hợp cho đến là pi tới 3 bi chia 2. Người ta viết như thế này. Thì hạt fx của mình bằng x cos x trên 2 chia cho sin sin x liên tục. Đó, cứ ghi như thế này, liên tục. Và bây giờ sẽ tải x bằng 0. Tải x bằng 0. Thì do ngày nào nó chỉ có bằng cái khác à. Đúng chưa? Do đó là chúng ta sử dụng công thức 1. Thì chúng ta sẽ so sánh là lim của fx khi x tiến về 0 và f em 0. Rồi em tính thằng này. Thì cái đầu tiên là em muốn tính cái lim này thì em phải thay vào, thay x bằng 0 vào. Thì nó là dạng 0 chia 0 đúng không em? X tiến về 0 là x bằng 0, thay ở đây 0 nhân cho cos 0 chia 2, 0 chia 2 tức là 0, cos 0 là 1, 0 nhân 1 là 0, 0 chia 0. Đó thì cái này là chúng ta L'Hôpital ha. L'Hôpital. Thầy thì thích L'Hôpital cho nó nhanh. Đạo hàm mẫu. Đạo hàm của sin thì là cos.
có tí đạo hàm trên tử u nhân v đạo hàm của x tầng 1 cos đứng yên cộng x đứng yên đạo hàm của cos thì bằng trừ trừ sin x chia 2. Nhưng mà nhớ thằng này là cos này là cos u phải nhân với u phẩy nha, một nha. Rồi căn thai vô coi coi nó còn nó ra được kết quả chưa hay là chúng ta cần phải xử lý tiếp. X tiến về 0, cos 0 là 1, êm, chỗ này ra 1. Còn chỗ này sin 0, sin 0 bằng 0 thì nó nguyên cái số hạng của sao bằng 0. Như vậy bài này nó còn là 1. Đây, F0 thì các em tính hồi nãy đó, F0 bằng A. Đây. Bây giờ chúng ta bỏ qua cái bước biện luận luôn nha các em ha. Chúng ta bỏ cái bước biện luận luôn tại vì chúng ta làm bài thứ nhất cho nó chi tiết, bài thứ hai thì chúng ta chỉ trình bày đủ thôi, đủ các bước thôi. Rồi bây giờ các em xét tiếp cái thầy là tại x bằng tại x phần 1. Nhìn thầy bò trên đây nha. Giờ thì xét tại x phần 1. Lim fx x tiến về 1 và f của 1. F của 1 bằng b. Ngon lành. Lim này bắt đầu tính cái lim này nữa. X cos x trên 2 chia sin x. Rồi, kem tính ha. Tại x bằng pi chứ không phải 1, pi nha. Pi. Rồi các em thế vào sin pi. Sin pi thì bằng cũng bằng 0. Cos pi chia 2 cũng bằng 0. Đây cũng là dạng 0 chia 0. Đây là dạng 0 chia 0. Rồi các em L'Hôpital em lấy kết quả này con ghi vô nha. Lim của x tiến về pi ở trên tử là cos x chia 2 cộng cho x nhân cho trừ sin của x chia 2 nhân cho 1 bằng 2. Ở trên đây là cos x. Rồi các em thế một lần nữa đây. X tiến về pi, lấy pi thế vô cos pi bằng trừ 1 mà mẫu là trừ 1. Tử chỗ này là pi chia 2, cos pi chia 2 bằng 0. Rồi ok. Chỗ này là sin pi chia 2, sin pi chia 2 bằng 1. Ở đây có dấu trừ nha, nhớ thầy dấu trừ. Ở đây là pi. Ở đây là pi. Ở đây là pi chia 2, giờ trừ pi chia 2. Vậy là mình gom lại còn pi chia 2. Các em kiểm tra lại coi thầy tính đúng không nha. Rồi chúng ta khỏi bỏ vào bước biện luận luôn, chúng ta kết luận cuối cùng luôn. Vậy hàm số muốn liên tục trên tập xác định. Các em nhớ là lúc này là cái đoạn gì? Pi chia 2 trừ pi chia 2 tiếp 3 pi chia 2. Khi và chỉ khi nó bắt buộc nó phải liên tục tại gì? Liên tục tại 0 và liên tục tại 1, tại pi nữa thì nó sẽ liên tục. Đấy. Để muốn liên tục tại 0 thì A nó phải bằng 1. A 1. Muốn liên tục tại pi thì B nó phải bằng pi chia 2. Đây cũng là cái kết quả cuối cùng của bài toán luôn nha. Đấy. Như vậy là thầy vừa giúp cho các em là thực hiện xong các cái bài toán về liên tục một cách hết sức là chi tiết. Do đó là các em xem lại các cái bài giảng trên lớp của thầy nha, kết hợp với gì? Kết hợp với các bài tập thầy sửa chi tiết ở đây nữa thì các em sẽ có được một cái kiến thức rất là tốt về xét tính liên tục của hàm số. Rồi, thôi, xin chào các em nha.